khám kênh và định hướng cho bạn ốc mượn hồn. Kênh TikTok có hơn 200.000 lượt follower. Bạn ấy có chia sẻ rằng là muốn đập đi xây lại và đang gặp khó khăn trong vấn đề định hướng. Thường xem video cũng như live stream của Nguyễn Anh Tùng. Ban đầu thì mình nghĩ rằng là bạn ấy comment kiểu sitting thôi để PR một tí để mọi người biết về thương hiệu ấy. Đó, cái đấy một cách làm mà các TikToker cũng như là nhiều người vẫn làm không vấn đề gì cả. Nhưng mà mình cũng thấy kênh bạn này khá thú vị, dành ra cũng phải đến 30 phút để xem video bạn này. Tuần này bạn ấy có một cái năng khiếu kể chuyện và giọng rất là hay, video rất là cảm xúc, cũng như là đưa các cái câu chuyện, những cái nhân vật ốc, những cái con ốc, cũng như là một kênh về chuyên môn, về cái kỹ thuật về đề co, trang trí, set up bể ốc này, cũng như là chăm sóc ốc như thế nào. Ở đây tôi có thể nhìn thấy được ở kênh của bạn, đó là chuyển đổi. Mặc dù view rất là tốt, kênh không vấn đề gì cả, follower rất là tốt, nhưng vấn đề chuyển đổi kém thông qua TikTok Shop này và vào cả fanpage của bạn thì nó rất là ảm đạm. Đấy, thì vấn đề ở đây là do bạn đang định vị bản thân cũng như là xác định cái tệp khán giả, xác định cái tệp khách hàng sai. Bạn đang lựa chọn cái tệp là các bạn trẻ, Gen Z, các bạn tuổi còn trẻ hơn cả Gen Z nữa, các cháu. Thế nên là vào qua thông qua các cái bình luận này, đó, thông qua cách mà bạn đang làm video này, bạn đang tự định vị của mình là tệp khán giả trẻ rồi. Đó, đối tượng này rất là hùng hậu, view lên có thể nhanh lắm, tệp khán giả này ủng hộ ầm ầm luôn, lượt xem ác à ngạc, nhưng mỗi tội là chuyển đổi không cao, bởi vì các bạn lấy đâu ra tiền, đang học sinh đúng không nào. Thế nên là bây giờ này, kênh này thì vẫn để nhá, vẫn để, bởi vì chúng ta nghĩ về một cái nó sẽ là tương lai hơn. 5 năm nữa, 10 năm nữa thì em sẽ viral mạnh hơn nữa, và cái tệp này nó lớn lên rồi thì em sẽ là có một cái nhân hiệu nó càng rõ nét hơn nữa nha. Cứ tiếp tục xây kênh này, nhưng xây thêm một kênh mới, đó là định vị lại mình cái tệp khán giả mới, đó là tệp những người có tiền, những người trưởng thành, cụ thể là những doanh nhân đi. Đó, em có thể tạo ra cái video mà em set up những cái bể thủy sinh, ốc mượn hồn dành cho những cơ quan này, dành cho các anh chị chủ doanh nghiệp này. Rồi em chia sẻ về cái kiến thức về chăm nuôi và setup và ý nghĩa của cái con ốc mượn hồn này nó như thế nào. Phân tích về yếu tố phong thủy dành cho các doanh nhân, tại sao mà lại nên chơi ốc mượn hồn. Rồi kể cả có thể là giống như insight của Nike đấy, just do it, tức là cứ mạnh mẽ lên, hành động đi chẳng hạn. Thì em sẽ tạo một cái insight cho riêng mình là hãy kiên trì lên, bởi vì anh nghĩ hình ảnh của một con ốc thì nó sẽ giống cái tính kiên trì bền bỉ đấy. Thì em truyền cảm hứng của em thông qua cái câu chuyện như thế. Cái lợi thế của em là kể chuyện hay, giọng nói rất ok, video rất là đẹp. Vậy thì thay đổi cái tệp khán giả mới, hình ảnh, câu chuyện mới, cái nhân vật khán giả và khách hàng của em cũng mới luôn. Em xuất hiện ở trong những cái nơi như là doanh nghiệp, cơ quan, thậm chí như cái tệp khán giả của em là những anh chị người lớn trưởng thành rồi. Đó, thì đấy là em có thể thay cho em cái tệp khán giả mới và có thể dễ dàng chuyển đổi cao hơn nữa nhá. Tệp đấy là tệp có tiền. Và cũng có thể là làm thêm cái chủ đề đấy trên kênh của mình, nếu như em tiếc cái kênh này đó, và nguồn lực không có mà chỉ muốn làm một kênh thôi, thì cũng phải xác định thay đổi tệp thì chúng ta sẽ, kênh của mình cũng sẽ bị bóp khoảng một thời gian đấy, một vài tháng là chuyện bình thường. Thì để dạy lại cho TikTok nó hiểu được cái tệp khán giả mới của em, cái nội dung mới của em, thậm chí nó chi tiền quảng cáo ra để target được vào cái tệp lớn hơn để cho họ xem quảng cáo của mình trong vòng 1 tháng, 2 tháng để cho AI TikTok nó rig cho mình cái tệp mới này nhá. Rồi em xem lại cái bio link của em có vấn đề, nên tạo một cái bio link nó có được cho mình những cái trang đích mới, ví dụ như là web bán hàng của em, như là fanpage, như là Zola đó, và thậm chí tạo cho mình một cái cộng đồng, tức là những người yêu, những người chơi ốc mượn hồn đó. Vào đấy em có thể tạo ra một cộng đồng, em lớn mạnh làm những cái nội dung chia sẻ hữu ích, cũng như là làm các mini game rồi các cuộc thi gì đấy, xây cho mình một cái cộng đồng lớn mạnh hơn nữa nhá, thì em sẽ có tiềm năng hơn trong cái việc phát triển nhá. Rồi ok, lưu ý những gì anh chia sẻ ngày hôm nay, làm video rất là hay đấy, thay đổi lại tệp khán giả đi, thay đổi lại cách làm.